Chào đón các bạn và anh em đến kênh YouTube Tăng Dinh của em ha. Kênh của em là chuyên thanh lý, mua bán, trao đổi tất cả thiết bị âm thanh, dàn nhạc sống, dàn kẹo kéo. Và có đi thâu mua dàn nhạc của anh em ở gần xa, địa chỉ của em ở Ninh Thới, Cầu Kè, Trà Vinh ha. Hôm nay thì là ngày 30 tháng 4, nên anh em sẽ giải phóng miền Nam á anh em. Em sẽ gỡ bom nha anh em, hàng bom nha. Bom không gầy, bom hơi nhiều. Đó, anh khách anh đặt em cọc em 500 ngàn. Là anh sẽ lấy một cái thùng loa kéo bốn cái tay gây điện thì bữa trước thì hối, bữa sau thì điện không bắt máy nha, nhắn tin không trả lời đó. Có là cọc 500, nhưng cái này thì em lỗ cũng khá nặng ha, mà nói chung em cũng không ghi tên nên nó là làm gì ha. Thì em nói thì anh cũng biết rồi đó, anh nhạc sống gì đó. Nói chung là mình có kẹt công việc hay là mình kẹt tiền hay kẹt gì thì mình nhắn tin lại dùm cái là anh kẹt, anh không nhận hàng được, cần thông cảm dùm anh gì đó. Mình điện thì không bắt máy mà nhắn tin cũng không trả lời nè. Rồi đây một vị khách gì đặt em một bộ mi cọc 200 đó, cái anh kêu đổi cho anh bộ khác đi đó. Đây là bộ đầu tiên ha, 700 ngàn, anh kêu đổi bộ khác trả 1,5 triệu đi, anh đổi bộ khác luôn. Chung hai bộ thì điện không bắt máy nữa. Rồi bộ này thì hôm nay thì em bán xả cho anh em là 600 ngàn nha anh em. Một bị bộ Migosua 930 ha. Hôm bán 700, hôm nay bán 600 nha anh em, xả hàng bom nha. Sua U930 600 ngàn. Sóng siết hoạt động ok hết, giá rẻ bèo luôn anh em, tai mi cũng còn khá đẹp. Tai mi mặt ngoài cũng còn đẹp ha. Nói chung thì bên em mua bán rõ ràng, nó hàng thì anh em phải cho em xin cọc nha. Còn nếu mà anh em nào mà không nhận hàng hay là không gì đó, thì cứ bắt máy nói với là em, anh không nhận hàng giùm em cái, để em điện nhiều khi em trong, tội nghiệp em ha. Rồi bộ mi 7, tay còn khá ok ha, tay đẹp. Sóng siết ok, chất âm ổn, giá 1 triệu đồng nha anh em. Giá 1 triệu nha. Rồi một cái tủ máy, hôm trước là tủ máy lo kéo 3 bát 30 đó, chính giữa thì anh em muốn lên một cái bát sub 40 giữa cũng vẫn được nha. Mặt lưới là bằng lưới bằng cây, khá đẹp. Tủ này hôm trước em bán 1,5 triệu nha. Hôm nay thì em bán cho anh em giá 1,4 triệu, có bánh xe đầy đủ nè. Và giá 100k ha, vỏ sơn dán ép. Có tủ ở phía sau có cài luôn đó. Muốn gắn men thì mình cắt phía trước bỏ một tí nha đó, phía trước thì đây là gắn mạch. Còn em muốn gắn men thì em cắt cái này ra là gắn men được ha. Rồi 1,4 triệu, 4 tay gây, một tay giá là 2,3 triệu. Hôm nay em bán lại cho anh em là giá 2,2 triệu ha, chưa gồm phí vận chuyển nha. Một cái một cặp vỏ 50 họng chạm đầy đủ nha, giá 1,000,000 đồng, dán ocan. Và một cặp 40 họng đại, lưới e căng đầy đủ, 1,000,000 đồng. Hôm nay 30/4 chắc anh em đi lễ Tết rồi, chắc cũng ít có xem. Em quay thì anh em nào chốt thì cứ nhắn tin lại giùm em ha. Hôm nay hàng nhẹ thì em vẫn đóng bình thường, hàng nhẹ vẫn đóng nha, hàng nặng thì qua lễ em sẽ đóng. Tiếp theo thì em còn một cặp vỏ 50 dán ép, 50 dán ép mẫu JBL, họng chạm đầy đủ, giá 1,2 triệu một cặp nha anh em, 1,2 triệu nha. Qua đây là một cặp hai cặp 40 mẫu gọn đẹp, lưới e căng đầy đủ, giá là 1,5 triệu nha. Họng tụ đầy đủ nha, lưới đẹp, cái điện trở cản còn hết nha. Đây giá 1,5 triệu một cặp. Và một cái lẻ full đôi 40 nha, một cái lẻ full đôi 40 dán ép mẫu đẹp, giá là 700k. Và em còn agay 30 thì em còn 4 cặp nha em, còn 4 cặp nha, anh em cần liên hệ giùm em nha. Dán này là bao bao mới mọc luôn nha.
Rồi quay qua phần chép thì em còn một cặp chép 750 lít mũ, giá là 700k ha, chép 750 lít mũ và một cặp chép quả tiễn, chép lựu đạn anh em, quay quả tiễn nha, em nói nhầm nha, chép lựu đạn D77 made in Thái Lan gì 500W gì đây, công suất này không thật nha, nó để vậy thôi. 300.000 một cặp chép lựu đạn nha, chép lựu đạn made in Thái Lan gì đó, cái mẫu này chắc em nghĩ không phải ha, 300. Tiếp theo thì em còn cặp Eminon quá đẹp, cặp này thì đẹp xuất sắc nha anh em, Eminon 400W KK rồ gì nè, con zin nha, con zin màng đẹp xuất sắc nha, 2.3 cặp nha anh em, 40 Eminon con zin màng đẹp luôn, lo đẹp, màng đẹp, lo đẹp, đẹp xuất sắc luôn. Còn một cặp em nền bên đây thì làm con rồi ha, đó, bỏ bụi nè, làm con rồi, hơi xấu, giá 3 triệu nha, ủa lộn 2 triệu anh em, lại nói nhầm nữa, 2 triệu đồng. Quay qua phần giang cơ thì em còn khoảng 3-4 cây nè, giang cơ Viva BL9 giá là 1 triệu đồng. Đây là mặt sau của em nó. Tiếp theo thì em còn cây K5 mắt ke K5 giang cơ hay toàn bộ chỉnh cơ hết, nên em rất là dễ chỉnh, chỉnh cơ hết nha. Cây này giang cơ vải ha, giá là 1 triệu đồng cho một cây giang cơ vải. Tiếp theo thì em còn một cây LX9 giang cơ lai số nha, còn khá là đẹp, đẹp khoảng 90% ha, LX9, và cây này bán cho anh em giá là 1.2 triệu nha, có bờ bluetooth đầy đủ. Đó. Center FLG MLMG luôn. Cây này thì thích hợp cho anh em là 6 mỏ ga, 1.2 triệu. Một cây giang cơ có cổng quang, có bờ bluetooth nè, cổng quang đây, optical. Cây này cũng khá là xịn sò ha, 1.2 triệu. Cho một cây giang cơ lai số M9, 6 mỏ ga, LX9 màn hình. Tiếp theo là một cái cây giang số Winder 3022 màn hình LED khá đẹp, size này là 1.5U 2U nha anh em, rồi cái này 1.5 triệu nha. Còn cái cặp bát này thì hôm trước em có đóng lộn cho chú nè, rồi qua lễ em sẽ gửi lại cho chú ha. Tiếp theo thì em lại còn một bộ mic Benlin, nó quá đẹp, 1.5 triệu nha. Mic này gửi ra khách thì khách nói là khách nói để chốt thôi chứ chưa có chốt, em gửi nhầm. Rồi Benlin 1.5 triệu. Bộ mic này thì khá là nhiều anh em hỏi nha, nhưng mà thấy chỗ quen biết mối gửi nhưng mà khách đây ha, khách chưa có chốt. Rồi 1.5 triệu nha anh em. Đây là đầu thu quá đẹp nha, Benlin HB335 1.5 triệu. Mà tiếp theo thì em bộ ABS audio tai còn khá ok đẹp ha, em bán cho anh em giá là 1.1 triệu, 1.1 triệu nha. Tiếp theo thì em còn bộ UHF Sure 800 tai thì có dán đề can rồi nha, màu vàng, bán anh em giá là 1 triệu đồng. Bộ Mingo 7 MG, bộ này thì bán cho anh em giá 1.3 triệu ha, 1.3 triệu. Còn bộ Sure 82 La Mã thì khách hồi nãy có chốt và em nhắn số tài khoản, biết khách có cọc chưa thì em chưa bán nha. Rồi em còn một cái lọc ắc lì nha, lọc ắc lì, lọc của Mỹ nha. Lọc này thì tai nó hơi xấu mà, bán em giá là 1 triệu đồng. Em cần thì liên hệ giùm em ha. Qua phần code thì em còn khá là nhiều code. Đây một cây code này thì
khách có chốt thì nhắn tin lại giùm em ha. TO23. Khách mối mà bữa đó điện rồi sao em kiếm Zalo lại không gặp nha. Khá là nặng. Cái này thì là của hai quay ba quay Made in China ha. Nè, chính hãng nha. Chúc em sẽ nghe điện thoại nha. Còn bất cơ thì em còn 223 và 223XL. Thì em còn khoảng 5 cây nha. Một cây đồng giá là 700, có cây này tai hơi xấu. Bắt ốc chày nhiều quá nên em bán giá là 600. Em quay ngoài sau lại 4 cây 5 cây luôn cho anh em xem. Em cần tháo guộc thì em sẽ chụp guộc cho anh em ha. Tại vì đồ khá nhiều, nếu mà em tháo hết thì rất là tốn thời gian ha. Còn cái phần mixer, em còn một cái mixer Việt Nam G8804FX của GHS Eco còn nha, hoạt động hoàn hảo. Và bàn mixer này em bán cho anh em giá là 800.000. Bàn mixer còn khá là đẹp. Và bàn mixer Yamaha MG16CX, anh em cần thì liên hệ giùm em ha. Qua phần bass 50 thì em còn khá là nhiều. Bass 50 BA gì đây, BA Trung Quốc nha. C18, mẫu này mẫu Trung Quốc chứ không phải là của Thái nha anh em. Giá một cái là 1.1 triệu nha. 1.1 triệu một cái bass 50 từ 220 coi 100. Mẫu bass bãi từ 220 coi 100. Sườn cá màu trắng khá là đẹp ha. Màn còn ok. Màn còn đẹp nha. Không cọ gẹt không gì hết. Đây em nhấn này. Đây. Nhiều khi mà do vấn đề vận chuyển á thì khách giao cho shipper giao nó quăng quật á, về nhiều khi nó hơi cọ nhẹ thì anh em lấy tay vỗ vỗ vậy ha, vỗ 2-3 cái. Nhấn giùm em vài cái, nhiều khi bụi nó vô nó gớt vô phần con. Anh em thì gì? Nhiều khó nhấn giùm em vài cái thì nó sẽ hết ha. Do vấn đề vận chuyển thì không tránh khỏi nhiều khi bụi rồi nó lọt vô anh em. Rồi tiếp theo thì em còn cặp PW 1000W từ 500 đến 1000W nha. Từ 220 coi 100, bass 50, bass súp nha. Còn khá là ok, bán cho anh em giá là 2.4 triệu. Có làm con rồi mà đẹp. Tiếp theo thì em còn cặp bass bãi từ 220 coi 100. Khá là nặng nha. Làm con rồi nhưng cũng còn khá đẹp. Một cặp là giá là 2.3 triệu nha anh em. Cặp giá 2.3 triệu nha. Đây tiếp theo thì em còn cặp bass từ 220 con 100 bass bãi. Nó một cái zin rồi nha. Cái zin đẹp. Và một cái không zin, 2.4 triệu một cặp nha anh em. Còn một cặp GCF từ 220 con 100 lại bass 50 ha. Đẹp. Con zin bán cho anh em giá là 2.8 triệu. Viền là viền xanh ha. Viền xanh. Tiếp theo thì em còn hai cặp bass 40 giá rẻ. Một cặp có làm con rồi và một cặp chưa làm con. Một cặp làm con rồi giá 600 nha. Con 51. 600.000 cho một cặp bass 40. Từ 170 mà con 51 nha. Một cặp này thì chưa làm con. Đó. Con thì con zin. Mà có gâu thì có dấu chấm gâu rồi ha. Nè. Con thì là con zin. Con là từ 170 mà con 51 nha. Nó rõ ha. Rồi cặp này em bán cho anh em giá là 800k. Cặp bass 40. Tiếp theo thì em còn một cặp DC. Con zin đẹp. Từ 190 con 75. Hôm nay bán cho anh em giá là 1.6 triệu nha. Cặp bass DC. Con zin đẹp. Con zin màng đẹp nha. Giá là 1.6 triệu một cặp thôi. Từ 170 con 75. 190 nó lộn nữa anh em. Một cặp BA Thái.
Cặp này thì có làm con rồi, BA 300B, giá là 2 triệu đồng. Một cặp bát Eminan từ 190 con 75, đã có làm con rồi, hoạt động hoàn hảo. Cặp này bán cho anh em với giá là 1 triệu 6 nha, Eminan. Và một cặp 300B nha, con 76, zin đẹp. Quay 2-3 clip nha anh em, màng đẹp. Giá là 2 triệu 2. Và một cặp 500B, màn đẹp, zin, giá là 2 triệu 4 nha. 500B 2 triệu 4, 300B 2 triệu 2, 300B Trung Quốc nha, 500B của Trung Quốc. Qua phần men thì em còn được bột 2, 3, 4, 5 cây men ha. Men Việt Nam giá rẻ GHS 40 sò quýnh một cặp 40 phẻ nha, giá là 1 triệu 9. Cái mặt mài nó hơi xấu nha, cách đã sơn là màu đen hết rồi. Đây là nội thất của nó, của GHS, tụ ghim, giá là 2 triệu đồng. Và một con BS 4800, 32 sò, ok hoàn hảo hết, có sửa chữa, giá là 2 triệu 3 cho một con men Việt Nam 32 sò. Và một con men 32 sò AV 5400, mặt mài đẹp, nội thất ok, giá là 2 triệu rưỡi. Tiếp theo thì em còn cây 32 sò nữa, một con 32 sò, một tân khô to, mặt mài thì khá đẹp, mặt mài hàng bãi nha, nhưng mà ta là của Việt Nam. Rồi con này thì bán cho anh em với giá là 2 triệu 4 nha, 2 triệu 4. Và em còn duy nhất một em 4 kênh của hãng Deton, GM 4009 Deton, mặt mài đẹp, 4 kênh, giá là 7 triệu đồng. Đây em quay chi tiết mặt sau ha. Đây có chập kênh, brake treo ha. Không nhắc chế độ nữa nè. Đây. Tiếp theo thì em còn một con 40 sò Việt Nam, xe 20, 40 sò, bán cho anh em với giá là 2 triệu 7 nha, 40 sò, xe 20 Việt Nam. Cuối video thì anh em cho xin một like, đăng ký. Cảm ơn anh em ủng hộ kênh em trong thời gian vừa qua ha. Hàng thì lễ thì hàng nó không được về nhiều nha anh em. Em cần món nào thì liên hệ giùm em nha.